Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test loa KLH5. Thì quý vị nào mà nãy giờ nghe, nếu mà nghe qua điện thoại quý vị, những cái tiếng bass mà trầm sâu mềm như thế này thì nó, cái loa điện thoại nó thể hiện ra rất là khó. Cho nên quý vị nếu mà đeo được cái tai nghe vào, quý vị nghe được cái chất bass của những cái đôi này thì vô cùng tuyệt vời quý vị. Thì ở đây em đang ghép con Amply Kenwood 7020. Dòng này là dòng hiếm nha quý vị. 7020 hay là 7420 hay là 7400 ha, là những cái đời nó tương tự với nhau. Đây là dòng xuất Mỹ, đánh 4 con sò sắc nét đỏ đen quý vị. Thì những dòng Amply này, như những con này là những cái con đời cao của hãng Kenwood quý vị. Thì những con này thì nó sản xuất ra cạnh tranh với những cái con, ví dụ như con bàn 8 hay quý vị, những dòng tiếp 750, 850 gì đó ha, của Bioner, là những dòng xanh xui 60, 7070, 661, 881 đấy. Nhưng mà với cái mức giá nó hợp lý hơn nhiều, thì quý vị có thể sở hữu con Amply có với cái chất âm không thua kém đấy, nhưng mà với cái mức giá rẻ hơn nhiều. Thì con này nó có chỉnh luôn cái dãy giữa về đấy, đây quý vị thấy ha, khác nhau ha. Cái nút mid này rất lợi hại quý vị, rất lợi hại về ghép những cái dòng loa ví dụ nó thiếu mid, rất cần cái nút này ha. Nhưng mà những con Amply chỉ có chỉnh bass chép, không muốn tăng mid lên rất là khó. Đối với những quý vị nào nghe những dòng nhạc mà cần cái tiếng mid đấy, rất là cần thiết đấy, đối với con đi này. Con này nó đánh quý vị thấy là ba cầu loa ABC, A cộng B, A cộng C luôn ha. FM, Austin, cắt chép, rồi lao nét đầy đủ hết. Ở đây nó có hai cái nút này nó bị oxy quá, nó bị xe lúc này. Đấy, quý vị thấy là khác này ha. Còn này là đẹp quý vị ha. Đấy, đẹp hết. Mặt nhau. Thì em quay sơ lược xung quanh ngoài xong thì em sẽ, con này thì nó thiết kế là má gỗ đúng không quý vị, mà con này về thì nó không có ha. Thì này về quý vị có thể đóng thêm má gỗ, hoặc là đặt thì em có thể đặt đóng má gỗ cho quý vị luôn. Những cái con ốc của nó bị, nó xài toàn là vít dẹt như thế này, đây nè, xài vít dẹt vậy không á quý vị nghe. Ở cái mức volume nhỏ mà quý vị nghe được nó đều ba giải luôn quý vị, bass, trung, chép đều luôn ha. Đánh ra tiếng bass nghe rất sướng. Đánh ba cầu loa ha, A, B, C đấy, thì nó chỉ có trên những cái dòng cao thôi.
nhưng dòng thấp không có. Trở kháng là từ 4 tới 16 ohm. Công suất là 370W nha quý vị. 370W, điện 120W và 220. Chúng ta có thể đổi điện ha, đổi chỗ này ha, gỡ cái miếng này ra, gạt xuống thì là 220. Em đang để điện 120 nha quý vị. Các cái cổng kết nối đây ha, phono 1, phono 2, AUX đầy đủ hết. Các cái ngõ táp ở đây. Đấy. Tab A, tab B, đấy. Nói chung là con này thì nó đầy đủ hết rồi. Thì sản xuất tại Nhật ha. Dạ vâng. Công suất 370W rất khủng quý vị, rất khủng. Công suất khủng ha. Đây em test phần đài cho quý vị luôn. Thì cái phần nét em á vì nó không có vô đài thì em cũng chưa kiểm tra như thế nào chủ yếu sao, còn phần ai em thì nó hát bình thường ha. Từ ca khúc mới của nữ ca sĩ Beyoncé, Một Góc Việt hôm nay mời quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp hoang sơ mà kỳ vĩ của hòn đảo xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ, đó là đảo Tiền Tiêu Bạch Long Vĩ. Rồi bây giờ em giám đốc bỏ phố về làng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp. Em dở nó hết cho quý vị xem ha. Nắp con này rất mới luôn. Quý vị và các bạn thân mến, sơn green mà rất mới nữa ha. Bên trong của nó thì còn bụi bặm. Giám đốc công ty cổ phần an toàn thông tin Sarada. Chúng tôi bằng về nhà ha, 63V 6800 mAh. Bụi bặm không có vậy ha, cái này nói chung em cũng chưa vệ sinh gì. Nhưng mà quý vị xem những cái mặt này nó rất mới. Đây, cái màu sexy là cái màu này ha. Đấy, màu trắng này như thế này. Đó, màu như thế này. Đấy, còn đáy dưới thì nó sẽ màu vàng. Ở đây thì nó sẽ đánh 4 con sò sắc gì đây, sò sắc nét quý vị. 4 con sò sắc nét bảo đen thì giống như 7400 thôi ha. Trong phô mặt ở đây. Vâng, câu hỏi tôi vừa đặt ra đối với chuyên gia Nguyễn Minh Đức thì cũng rồi. Rất là dễ hiểu thôi ạ. Bởi vì không và ở đây có thêm cái con sò kích rồi về 4 con nét luôn ha. 4 con nét luôn, 4 con nét tỏ đen luôn. 4 con sò trùng ha, 4 nét tỏ đen và trong là 4 con sò đại, sò bự ha. Đây, tổng cộng là 8 con cho ra công suất sử dụng cái công suất 370W. Thì với các dòng loa, con này đặc biệt đến với những dòng KLH, những dòng Advent và những dòng AR. Quý vị cho ra cái tiếng bass trầm mềm sâu rất là tuyệt vời luôn. Quý vị nào cần chung thì đẩy chung nó lên, ghép rất là tuyệt vời. Và một con âm ly với cái mức giá rất là hợp lý quý vị. Con này thì hôm nay em giao lưu đến quý vị và các bạn thì với cái mức giá là 7,2 triệu, em bao ship toàn quốc nha quý vị. 7,2 triệu, em bao ship toàn quốc cho quý vị. Rất tuyệt vời quý vị. Mức giá rất là hợp lý mà cái chất âm thì nó vượt xa cái tầm giá nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.